Chương trình thời sự buổi tối của Vietfix TV được bảo trợ bởi Domaval Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình tin tức tổng hợp của Đài Việt Face TV với phần trình bày của Thanh Thảo trong buổi phát hình ngày thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2024. Sau đây là phần lược qua vài tin chính trong ngày. Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Ukraine tấn công vào các cầu phao tạm thời của Nga bắc qua sông Siam. Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lẫn Israel được lập kế hoạch ngày hôm nay. Phần lớn cử tri thế hệ Z không tin tưởng nhiều vào quốc hội hoặc chức vụ tổng thống. Hãng Ford công bố những thay đổi đối với chiến lược xe điện của mình. Ông Tim Wall sẽ là tâm điểm tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ tối thứ Tư. Và đó là vài tin chính trong ngày. Ngay sau đây là phần đầu của phần tin chi tiết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang ở Trung Đông với mục tiêu thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông Antony Blinken đang ở Trung Đông với mục tiêu thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và đưa các con tin Israel do Hamas bắt giữ trở về. Hoa Kỳ đang làm việc cùng với các đối tác như Qatar và Ai Cập để đề nghị một kế hoạch thúc đẩy từng giai đoạn nhằm thu hẹp những bất đồng còn lại giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu vẫn kiên quyết không chấm dứt chiến tranh tại Gaza như là một điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào. Và các cuộc không kích của Israel ở Gaza vẫn tiếp diễn. Sau các cuộc họp buổi sáng ở Ai Cập, Bộ trưởng Blinken đã đến Qatar vào chiều thứ Ba, ngày 20 tháng 8. Các cuộc đàm phán ngừng bắn sẽ tiếp tục giữa các quan chức Hoa Kỳ và các đối tác khu vực trong vài ngày tới. Khi đến Qatar, chuyến thăm của Bộ trưởng Blinken với quốc vương đã bị hoãn lại vì quốc vương bị bệnh, theo các nguồn tin thân cận với cuộc họp. Thay vào đó, ông Blinken đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Qatar và nói chuyện qua điện thoại với cả Thủ tướng lẫn Bộ trưởng Ngoại giao của nước này. Ông Blinken dự kiến trở lại Washington đêm thứ Ba ngày 20 tháng 8. Vào ngày thứ Nhì của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, một số người đã bị bắt tại một cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Israel. Ngày thứ Nhì của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ diễn ra hôm thứ Ba 20 tháng 8, các cuộc biểu tình ở Chicago đã leo thang khi một nhóm có tên là Behind Enemy Lines tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài lãnh sự quán Israel. Những người biểu tình đã ủng hộ đã đụng độ với cảnh sát dẫn đến một số vụ bắt giữ. Trong cuộc biểu tình, cờ Mỹ đã bị đốt cháy và căng thẳng giữa người biểu tình lẫn cảnh sát leo thang. Ít nhất có 3 người đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi đó, bên kia đường, một cuộc phản đối biểu tình cũng ủng hộ Israel đã được lập kế hoạch. Mặc dù có thể nhìn thấy cờ Israel, nhưng không có báo cáo nào về các cuộc đụng độ giữa hai nhóm người. Hàng trăm đảng viên Dân Chủ từ Arizona thực sự lên tiếng về cuộc xung đột Israel-Hamas. Hàng trăm đảng viên Đảng Dân Chủ từ Arizona đang kêu gọi chính quyền Biden áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel cho đến khi nào đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Lời kêu gọi này đã được chính thức hóa cho một lá thư đã thu thập được hơn 325 chữ ký, bao gồm chữ ký của gần một chục đại biểu Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ đã cam kết với Phó Tổng thống Kamala Harris. Lá thư đang được lưu hành ở cả Arizona và tại địa điểm Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Chicago. Bất chấp các đề nghị ngừng bắn trước đó từ chính quyền Biden, Israel và Hamas vẫn chưa nhất trí về một lệnh ngừng bắn lâu dài. Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Chicago tối thứ Ba ngày 20 tháng 8. Ông Obama đã được bước lên sân khấu tại Đại hội Toàn quốc ở Chicago, thành phố nơi ông đã bắt đầu con đường chính trị mang tính lịch sử của mình gần 30 năm trước, để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông đã xuất hiện sau bài phát biểu của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người đã chỉ trích mạnh mẽ cựu Tổng thống Donald Trump. Bà đã mô tả ông Trump là một người hưởng lợi từ sự giàu có qua nhiều thế hệ và đã chỉ trích ông Trump vì lời nói dối về xuất thân của chồng bà. Ông Obama và phu nhân dường như đang thực hiện lời hứa ủng hộ bà Harris trong video được chiến dịch của bà Harris đăng tải trước đó. Ông Obama đã mở đầu bài phát biểu với những lời khen ngợi nồng nhiệt dành cho Tổng thống Joe Biden, nhưng ông cũng nói thêm rằng ngọn đuốc đã được truyền lại khi bà Harris đang là đại diện của Đảng Dân Chủ để tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng quát về đêm thứ Nhì của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ.
Đêm thứ nhì của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ hôm thứ Ba 20 tháng 8 với chủ đề Tầm nhìn táo bạo cho tương lai nước Mỹ đã kết thúc bằng bài phát biểu đầy nhiệt huyết của cựu Tổng thống Barack Obama, người đã nói rằng nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện tốt đẹp hơn. Ông đã đưa ra lập luận cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong khi chỉ trích đối thủ của bà là cựu Tổng thống Donald Trump. Vào ngày thứ nhì của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, một cuộc điểm danh mang tính nghi lễ đã bắt đầu bằng Delaware là tiểu bang quê hương của Tổng thống Joe Biden và kết thúc bằng California, quê hương của Phó Tổng thống Kamala Harris. Cuối buổi tối thì các diễn giả nổi tiếng đã chia sẻ cả quan điểm chuyên môn và cá nhân. Đệ nhị phu quân Doug Emhoff gọi vợ mình là chiến binh vui vẻ, vươn lên trong hoàn cảnh này. Gia đình Obama là tiêu đề của buổi đêm, với cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đưa ra lời kêu gọi nồng nhiệt tới cử tri và nói rằng cuộc bầu cử sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Cựu Tổng thống Barack Obama muốn khẳng định lý do tại sao liên danh Harris Walz là điều mà đất nước Mỹ cần ngay lúc này và nhấn mạnh những rủi ro của cuộc bầu cử. Ông Walz sẽ phát biểu tại đại hội vào ngày thứ Tư và bà Harris sẽ kết thúc chương trình đại hội vào ngày thứ Năm. Chính quyền bắt giữ Joshua Zimmerman là một tù nhân Mississippi đã trốn thoát 2 tháng trước. Joshua Zimmerman là một tù nhân ở Mississippi đã trốn thoát 2 tháng trước đã bị chính quyền bắt giữ sau khi cố thủ trong một nhà hàng ở Chicago ngày thứ Ba ngày 20 tháng 8. Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đã báo cáo rằng Zimmerman đã bị bắt giữ vào ngày thứ Tư 21 tháng 8. Anh ta đã trốn thoát khỏi một tòa án ở phía tây bắc Mississippi ngày 14 tháng 6 vừa qua và kể từ đó đã đến Chicago, mặc dù vẫn chưa rõ anh ta đã đi đến đó bằng cách nào. Nhà hàng nơi mà Zimmerman được tìm thấy chỉ cách nơi tổ chức Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vài dãy nhà. Zimmerman đã bị truy nã vì những tội nghiêm trọng bao gồm giết người và cướp có vũ trang với lệnh bắt giữ tại quận Harris, Texas vì tội giết người. Các nhà chức trách đã xác nhận rằng Zimmerman ở một mình trong nhà hàng khi bị bắt giữ và không có thường dân vô tội nào gặp phải nguy hiểm trong sự việc. Cảnh sát Chicago đã chỉ ra rằng các cáo buộc bổ sung đối với Zimmerman đang được xem xét. Siêu du thuyền chìm ngoài khơi Sicily, các đội cấp cứu tiếp tục tìm 6 người mất tích. Một sự việc bi thảm liên quan đến việc chìm một siêu du thuyền ngoài khơi bờ biển Sicily. Cuộc tìm kiếm 6 người mất tích bao gồm 2 người Mỹ và 4 người Anh vẫn đang được tiến hành. Trong số những người mất tích có ông trùm công nghệ người Anh là Mike Lynch. Thảm họa này dường như là do thời tiết khắc nghiệt, bao gồm một cơn lốc xoáy tấn công khu vực vào thứ Hai, khiến cho ít nhất một người thiệt mạng. Các thợ lặn của lực lượng bảo vệ bờ biển Ý đang sử dụng các thiết bị tân tiến, chẳng hạn như là một phương tiện dưới nước điều khiển từ xa hoặc là ROV để tìm dưới đáy biển với hy vọng xác định được vị trí của những người mất tích. Mặc dù đã có một số cuộc giải cứu thành công, tình hình rất tồi tệ khi cuộc tìm kiếm bước sang ngày thứ Ba. Và ngày sáng hôm nay chưa biết là những thi thể được vớt lên là ai, nhưng nhóm cứu nạn đã đem lên vài thi thể ở trong những túi bạt. Ukraine tấn công vào các cầu phao tạm thời của Nga bắc qua sông Siam. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang tiến hành các hoạt động tại Kursk, bao gồm một cuộc tấn công của Ukraine vào các cầu phao tạm thời của Nga bắc qua sông Siam. Cuộc tấn công táo bạo xuyên biên giới của Ukraine tại Nga đã chứng kiến quân đội tiếp tục phá hủy các cây cầu quan trọng phía tây của đất nước Nga, trong khi vào ngày thứ Tư 21 tháng 8 thì thị trưởng Moscow đã cáo buộc Kiev cố gắng thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô Moscow. Kể từ khi cuộc xâm lược của Ukraine bắt đầu cách đây gần 2 tuần lễ, lực lượng của họ đang tiến về phía trước ở Kursk và phá hủy các cây cầu quan trọng trong nỗ lực làm tê liệt khả năng hậu cần của Moscow và phá vỡ các tuyến đường tiếp tế. Ông Donald Trump bình luận về Barack Obama trước bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Những bình luận ca ngợi cựu Tổng thống Barack Obama của Donald Trump trước bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ thực sự đáng ngạc nhiên. Xét đến tiền sử thúc đẩy phong trào Birther vốn tuyên bố sai sự thật rằng Obama không sinh ra tại Mỹ và do đó không có đủ điều kiện để trở thành Tổng thống. Lời khen ngợi của ông Trump dành cho Obama, đặc biệt là nhận xét rằng ông thích và tôn trọng ông Obama, đã trái ngược hẳn với nhiều năm thù địch và thuyết âm mưu mà ông Trump hướng đến ông Obama. Trong thời gian ông Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ, ông thường thường chỉ trích ông Obama và đã cố gắng phá bỏ nhiều chính sách của ông Obama. Điều này bao gồm cả cáo buộc Obama yếu kém về thương mại và đổ lỗi cho ông ta về nhiều vấn đề phát sinh trong nhiệm kỳ của chính phủ Trump. Những bình luận của ông Trump trước Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ có thể được coi là một hành động chiến lược nhằm làm dịu hình ảnh của ông hoặc là thu hút nhiều đối tượng hơn, mặc dù nó vẫn là sự thay đổi hoàn toàn so với lời lẽ hùng biện trước đó của ông. Sự thay đổi bất ngờ này cũng làm nổi bật bản chất thường không thể đoán trước được của các tuyên bố công khai của ông Trump và khả năng thay đổi những câu chuyện của ông ta ngay cả khi chúng mâu thuẫn với các hành động và lập trường trong quá khứ.
Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lẫn Israel đã được lập kế hoạch gần Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ hôm nay. Sau một cuộc đụng độ tối hôm qua, ngày thứ ba và một vụ vi phạm vào ngày thứ hai, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, ủng hộ Israel hơn đã được lập kế hoạch gần Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ngày hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 8. Sự căng thẳng đang diễn ra và những cảm xúc mạnh mẽ xung quanh cuộc xung đột tại Gaza, đặc biệt là khi nó trùng với Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago. Các cuộc biểu tình đại diện cho cả quan điểm ủng hộ Palestine lẫn ủng hộ Israel, phần lớn diễn ra trong hòa bình, mặc dù đã xảy ra một số cuộc đụng độ với cảnh sát và vi phạm an ninh. Các cuộc biểu tình nhấn mạnh đến sự chia rẽ sâu sắc và tình cảm mạnh mẽ liên quan đến cuộc xung đột tại Gaza, với một số người biểu tình ủng hộ việc chấm dứt thương vong của thường dân và những người khác thì thể hiện sự ủng hộ đối với Israel. Các biện pháp an ninh tăng cường bao gồm hàng rào mới và sự tham gia của cảnh sát trong trang bị chống bạo động cho thấy chính quyền đang chuẩn bị cho những leo thang tiềm tàng. Sự việc liên quan đến biểu ngữ ủng hộ Palestine trong bài phát biểu của Tổng thống Biden cũng cho thấy các cuộc biểu tình đang tham gia trực tiếp vào tiến trình chính trị nhằm thu hút sự chú ý đến vấn đề này ở cấp cao nhất của chính quyền. Tàu chở hàng có ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đã khởi hành trước khi bị cách ly tại Argentina. Nhiều video lưu trữ về cảng Santos ở Brazil, nơi mà tàu chở hàng có ca nghi là mắc bệnh đậu mùa khỉ, tức là Mpox, ban đầu đã khởi hành trước khi bị cách ly tại Argentina. Tàu chở hàng mang tên Ina Lotte Joker Liberia đã bị cách ly tại Argentina sau khi một thành viên của hải hành đoàn có các triệu chứng tương thích với bệnh đậu mùa khỉ hoặc là Mpox. Bộ Y tế Argentina đã kích hoạt các giao thức phòng ngừa bao gồm cách ly toàn thể hải hành đoàn và kiểm tra sức khỏe khi đến nơi. Nhân viên y tế đánh giá tình hình và lấy mẫu nếu khám phá các triệu chứng. Tình hình đã thúc đẩy Argentina tăng cường kiểm soát y tế biên giới sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu của WHO đối với bệnh đậu mùa khỉ. Các quốc gia ở châu Mỹ Latin khác cũng đang thực hiện nhiều biện pháp giám sát tương tự. Nữ ca sĩ Beyoncé đang tạo nên làn sóng trong ngành rượu với loại rượu whisky mới của cô, Sir David's. Beyoncé đang tạo nên làn sóng trong ngành rượu với loại rượu whisky mới của cô mang tên Sir David's. Được đặt theo tên của ông cố của cô là David và con trai của cô tên Sir. Dự án mới này là sự hợp tác với Moët Hennessy và bậc thầy chưng cất Bill Lumsden. Cô gia nhập danh sách ngày càng dài những người nổi tiếng đã tham gia vào thị trường rượu, bao gồm Snoop Dogg với rượu gin Indogo, Justin Timberlake với rượu tequila Soza 901 và Dwayne The Rock Johnson với rượu tequila Tere Mama. Phần lớn cử tri thế hệ Z không tin tưởng nhiều vào quốc hội hoặc là chức vụ tổng thống. Theo kết quả khảo sát của Gallup Walton Family Foundation được công bố hôm thứ Tư ngày 21 tháng 8, cuộc thăm dò đã khảo sát gần 4.200 người trong độ tuổi từ 12 đến 27. Trong số những người trong độ tuổi bỏ phiếu, 53% cho biết họ rất ít tin tưởng vào quốc hội. 51% nói như vậy về chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Và 44% nói như vậy về tòa án tối cao. Chỉ có 20% nói rằng họ tin khá nhiều hoặc là rất nhiều vào tòa án tối cao. Thậm chí còn ít người bày tỏ mức độ tin tưởng cao vào quốc hội hoặc là chức vụ tổng thống hơn. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy mức độ tin tưởng thấp như thế nào ở thế hệ Z đối với các thể chế chính trị quan trọng như quốc hội, chức tổng thống và tòa án tối cao Hoa Kỳ. Điều này phản ánh xu hướng ngoài nghi rộng lớn hơn về chính phủ trải dài trên mọi nhóm tuổi. Khoảng cách thế hệ và lòng tin có thể liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm sự phân cực chính trị, bề bối và nhận thức rằng các thể chế này không giải quyết hiệu quả những vấn đề quan trọng nhất đối với những người trẻ tuổi. Mức độ tin tưởng thấp có thể có tác động đáng kể đến sự tham gia của cử tri trong tương lai và sự tham gia chính trị của thế hệ Z. Một nghi can gây ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi một ngôi nhà ở Florissant đã bị bắt giữ. Một nghi phạm mà cảnh sát cho rằng đã gây ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi một ngôi nhà tại Florissant đã bị bắt. Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng sớm thứ Ba ngày 20 tháng 8 và đã phá hủy ngôi nhà của một cặp vợ chồng đã sống ở đó trong 40 năm. Cặp vợ chồng có thể thoát khỏi đám cháy nhờ tiếng chó sủa và chuông báo khói của họ. Nghi can là Joshua Thomas đã được nhìn thấy trên camera giám sát đang đốt lửa. Anh ta đã bị bắt tại nhà riêng của anh ta ở cuối phố vẫn mặc cùng bộ quần áo mà anh ta mặc trong video. Động cơ gây vụ cháy vẫn chưa được biết và cặp vợ chồng này không biết Thomas là ai. Người đại diện bảo hiểm và là bạn của cặp vợ chồng là Sandy Kessler đang giúp họ xây dựng lại ngôi nhà. Cử tri tại Montana bỏ phiếu về quyền phá thai vào tháng 11 năm nay. Quyền sinh sản là một vấn đề quan trọng cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay tại Montana.
Sáng kiến này nhằm mục đích bảo đảm bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể đưa ra quyết định về thai kỳ mà không có sự can thiệp của chính phủ cho đến thời điểm thai nhi có khả năng sống. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Montana, sáng kiến bảo vệ quyền tiếp cận phá thai cho đến thời điểm thai nhi có khả năng sống đã chính thức hội đủ điều kiện tham gia cuộc tổng tuyển cử. Nếu được thông qua thì biện pháp này sẽ ngăn chính phủ trừng phạt bệnh nhân hoặc là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi họ thực hiện quyền tự nguyện đưa ra và thực hiện quyết định về thai kỳ của họ. Montana là một trong ít nhất 9 tiểu bang Hoa Kỳ có quyền sinh sản được đưa vào phiếu bầu. Điều này diễn ra sau quyết định Dobbs của Tòa án tối cao nhằm xóa bỏ quyền phá thai của quốc gia vào năm 2022. Kế đến là bản tin về mùa thu đang đến và Starbucks mang Pumpkin Spice Latte trở lại. Hiện nay vẫn còn đang là mùa hè, nhưng tín hiệu rõ ràng của mùa thu đang đến trong tuần này. Pumpkin Spice Latte sẽ trở lại Starbucks tại Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm, 22 tháng 8. Sớm hơn bao giờ hết và sớm hơn 2 ngày so với năm 2023. Starbucks đã kỷ niệm 20 năm ra mắt thức uống này năm ngoái. Kể từ khi ra mắt thì Pumpkin Spice Latte vừa được yêu thích vừa bị chế giễu vì nó mở ra kỷ nguyên của các sản phẩm Pumpkin Spice. Chuỗi cửa hàng này tiết lộ rằng khoảng 10% tổng doanh số của Starbucks đến từ các mặt hàng chủ lực theo mùa. Thời điểm này có thể thúc đẩy doanh số đang trì trệ. CEO mới của Starbucks là Brian Nichol, là người được ca ngợi là người sửa chữa doanh nghiệp từ công việc tại Chipotle, sẽ bắt đầu công việc vào tháng tới. Lễ cưới khẩn cấp bên giường bệnh một giờ trước khi cha cô dâu qua đời. Câu chuyện về đám cưới tại bệnh viện cấp cứu của Sabrina, Sylvia và Sam chỉ có vài giờ trước khi cha cô qua đời là một câu chuyện cảm động về tình yêu, sự mất mát và sự phục hồi của tinh thần con người. Trong trường hợp này, một lễ cưới khẩn cấp được tổ chức chỉ một giờ trước khi cha cô dâu qua đời vì bệnh loạn dưỡng cờ. Cha của Sabrina, Sylvia là Frank, sinh ra và lớn lên tại Bồ Đào Nha, là một đầu bếp nghiêm túc và là một người cha được đánh giá 5 sao. Khoảng 10 năm trước, ông được chẩn đoán mắc bệnh loạn dưỡng cơ. Căn bệnh gần đây đã tiến triển một cách nhanh chóng. Ông đã được đưa vào bệnh viện Fatima ở North Providence vào thứ ba tuần trước và nhận ra rằng mình sẽ không thể đến dự đám cưới của con gái trong 3 tuần nữa. Vì vậy, kế hoạch đã phải thay đổi. Với sự sáng tạo từ giường của phòng cấp cứu đặc biệt ICU, Frank đã hộ tống con gái mình xuống hành lang bệnh viện đến tay vị hôn phu của cô là Sam. Được bao quanh bởi những người thân yêu, hoa, nhạc và bánh, Sabrina và Sam đã kết hôn với Frank tại đó. Mặc dù cha cô không qua khỏi ngày 7 tháng 9 như là họ hy vọng, bây giờ thì Doc Costa tin chắc Frank sẽ ở đó trong tâm hồn thông qua thức ăn mà ông yêu cầu cho các sự kiện đám cưới. Tuy trái tim tan vỡ nhưng cũng tràn đầy. Sabrina là một nhân viên y tế làm việc tại một phòng khám tim mạch. Vì vậy, cô có thể trân trọng sự chăm sóc và quan tâm mà các bác sĩ và y tá dành cho gia đình họ khi họ ở bệnh viện Fatima. Anh chị em của Sabrina cũng làm việc trong ngành y tế. Công ty Ford công bố những thay đổi đối với chiến lược xe điện của mình. Hãng Ford đang thực hiện những thay đổi lớn đối với các kế hoạch sản xuất xe điện của mình, tập trung vào xe hybrid, tức là xe lai chạy cả xăng lẫn điện, và khả năng chi trả. Nhà sản xuất xe này đang điều chỉnh dòng xe SUV chạy hoàn toàn bằng điện và thay thế chúng bằng các mẫu xe hybrid. Chiến lược chuyển dịch sang xe hybrid và giá cả phải chăng của Ford đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong kế hoạch sản xuất xe điện của họ. Bằng cách tập trung vào xe hybrid kết hợp năng lượng điện và xăng, Ford đặt mục tiêu cung cấp nhiều tính linh hoạt hơn và phạm vi hoạt động mở rộng hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với những chiếc xe này tại Hoa Kỳ. Mặc dù chi phí chuyển đổi khá lớn, ước tính lên tới 1.5 tỷ Mỹ kim, công ty đang nỗ lực để làm cho xe điện có giá phải chăng hơn thông qua nguồn cung cấp pin tốt hơn và tăng hiệu quả sản xuất. Ford vẫn sẽ phát triển xe hoàn toàn chạy bằng điện nhưng với tốc độ dần dần hơn. Với mẫu xe hoàn toàn chạy bằng điện tiếp theo của họ dự kiến sẽ ra mắt thương mại vào khoảng năm 2026. Tim Wall sẽ là tâm điểm tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ tối thứ Tư, ngày 21 tháng 8. Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Wall sẽ là tâm điểm chú ý trong đêm thứ Ba, tức là tối thứ Tư, ngày 21 tháng 8 của Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ tại Chicago. Ông Wall sẽ chính thức nhận đề cử phó tổng thống vào tối thứ Tư tại Chicago. Chủ đề cho ngày thứ Ba của Đại hội là đấu tranh cho quyền tự do của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy phó tổng thống Harris và đệ nhị phu quân Em Hoff trở lại Chicago và tham dự một lần nữa. Những nhân vật nổi tiếng khác sẽ lên sân khấu là cựu tổng thống Bill Clinton, bộ trưởng giao thông vận tải Pete Buttigieg và cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Cựu phó thống đốc Georgia là Geoff Duncan cũng sẽ có bài phát biểu. Theo các nguồn tin quen thuộc, ông Duncan sẽ nhắn gửi cho người Đảng Cộng Hòa được trích dẫn là chán ngấy việc phải bào chữa cho ông Trump.
Thời gian chính xác của các bài phát biểu vẫn chưa được công bố, nhưng chương trình chính sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hành khách trên đường đến New York City bị kẹt trong 2 giờ với hành lý ướt và lấm bùn. Một tài xế xe buýt đã cố lái xe qua một con phố ngập lụt tại Albany ở New York, khiến cho xe buýt bị kẹt. Hàng chục hành khách bị kẹt trong gần 2 tiếng đồng hồ. Nhiều người đã phải bắt chuyến bay ở thành phố New York. Hành lý của hành khách bị ướt và phủ đầy bùn. Wanda Coach là công ty xe buýt đã bắt đầu hoàn lại tiền nhưng không chắc chắn về việc bồi thường thiệt hại cho hành lý. Tài xế xe buýt đã bị cảnh sát Albany triệu tập. Nước ấm đe dọa đến vụ thu hoạch cua tuyết ở biển Bering gần Alaska. Sự nóng lên của nước biển ở biển Bering gần Alaska đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái của khu vực, đặc biệt là đối với loài cua tuyết. Những con cua đã trải qua tỷ lệ tử vong cao trong một đợt nắng nóng ở biển do nhiệt độ nước tăng cao khiến quá trình trao đổi chất của chúng vượt quá mức mà nguồn thức ăn của chúng có thể hỗ trợ. Vấn đề này là một phần của xu hướng nóng dần lên lớn hơn ở Bắc Cực đang diễn ra với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với mức trung bình toàn cầu. Nghiên cứu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, viết tắt là NOAA, nhấn mạnh rằng những điều kiện ấm áp như vậy đang trở nên ngày càng phổ biến và dự đoán sự thay đổi từ điều kiện thực sự của Bắc Cực sang những năm ấm áp thường xuyên hơn trong tương lai. Những điều kiện thay đổi của biển Bering có thể đóng vai trò là dấu hiệu về những thay đổi môi trường rộng lớn hơn sắp tới. Chiến lược giảm giá của Target đang thúc đẩy doanh số bán hàng. Chiến lược giảm giá gần đây của Target dường như đang mang lại hiệu quả. Sự thay đổi này phần lớn là nhờ vào chiến lược giảm giá mạnh mẽ của họ. Chiến lược đã thu hút được khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng một cách hiệu quả. Quyết định giảm giá hàng ngàn mặt hàng của Target đã dẫn đến doanh số tăng đáng kể. Giảm giá đã thu hút nhiều khách hàng hơn đến các cửa tiệm Target, dẫn đến tăng 3% lượng khách hàng. Mặc dù giảm giá, lợi nhuận của Target vẫn tăng tới 36% và chứng tỏ hiệu quả của chiến lược. Mặc dù kết quả hiện nay rất khả quan, Target vẫn thận trọng về tương lai và dự đoán rằng khách hàng sẽ tiếp tục chú ý đến chi tiêu của mình. Nhìn chung, chiến lược giảm giá của Target đã chứng minh là một cách tiếp cận thành công trong việc phục hồi hoạt động kinh doanh và giành lại sự quan tâm của khách hàng. Tòa phúc thẩm New York sẽ tiếp tục vụ gian lận dân sự trị giá 454 triệu Mỹ Kim của ông Donald Trump. Tòa phúc thẩm New York dự kiến sẽ nghe các lập luận bằng miệng vào tháng tới liên quan đến phán quyết gian lận dân sự trị giá 454 triệu Mỹ Kim của ông Donald Trump. Ông Trump đang phản đối quyết định của thẩm phán Arthur Elgoron, người đã tuyên bố ông phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận và ra lệnh cho ông phải bồi thường 354 triệu Mỹ Kim cộng với 100 triệu Mỹ Kim tiền lời. Ông Trump lập luận rằng vụ án đáng lẽ nên bị bác bỏ vì hành vi bị cáo buộc đã quá cũ. Quay trở lại tháng 4, ông đã nộp khoản tiền bảo lãnh 175 triệu Mỹ Kim là khoản tiền được tòa phúc thẩm giảm xuống, tạm dừng mọi hành động của văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp New York nhằm tịch thu tài sản hoặc là tài khoản ngân hàng. Quyết định cuối cùng về vụ án này được dự kiến sẽ không được đưa ra trước ngày bầu cử tháng 11 năm nay. Con tin người Israel được tổ chức tại Kibbutz Neir Oz. Tang lễ của Avraham Munder được tổ chức vào ngày thứ Tư 21 tháng 8 tại Kibbutz Neir Oz. Munder là một trong 6 thi thể con tin người Israel đã được đem ra khỏi Gaza trong một chiến dịch quân sự kéo dài qua đêm tại Khan Yunis. Nhà chức trách Israel cho biết hôm thứ Ba 20 tháng 8. Theo Khan News thì chi nhánh của CNN, bên cạnh Munder, con trai ông là Roy, người đã bị sát hại trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, đã được chôn cất lại sau khi ban đầu được chôn cất tại một kibbutz khác. Vợ của Avraham là Ruti, con gái ông là Karen và đứa cháu duy nhất của ông là Ohad cũng bị Hamas bắt cóc và đã được thả khỏi nơi giam cầm hồi năm ngoái. Naftali Bennett, cựu thủ tướng Israel đã tham dự tang lễ này. Và cuối cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng vào thứ Tư sau khi bản tóm tắt về cuộc họp chính sách của Quỹ Dự trữ Liên bang, viết tắt là Fed, vào tháng trước cũng có hy vọng về việc giảm lãi suất trong tương lai gần. Đây là phiên tăng thứ 9 trong 10 phiên gần nhất của hai chỉ số kể trên. Dow Jones cũng tăng trong ngày tăng thứ 6 trong 7 ngày gần nhất. Chỉ số Russell 2000 hoạt động tốt hơn với chỉ số tập trung vào vốn hóa nhỏ tăng hơn 1%. Những hành động đó diễn ra khi giới chức Fed cho biết khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9 ngày càng cao, theo biên bản cuộc họp tháng 7 được công bố hôm chiều thứ Tư. Phần lớn những người tham gia cho biết rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ phù hợp nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục diễn ra như dự kiến. Phố Wall hiện đang háo hức chờ đợi bình luận từ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Jerome Powell. Chủ tịch Fed dự kiến sẽ có bài phát biểu vào thứ Sáu tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole ở Wyoming
nơi ông có thể cung cấp thêm chi tiết về quyết định lãi suất tiếp theo của Fed tại cuộc họp tháng 9 năm nay. Vào thứ Tư, giới đầu tư cũng chú ý đến các báo cáo lợi tức mới nhất đang dần xuất hiện. Target tăng hơn 11% sau khi báo cáo lợi tức cho quý tài chính thứ hai vượt quá kỳ vọng của phố Wall. Nhưng nhà bán lẻ Macy's thì giảm gần 13% vì dự báo hạ thấp doanh số bán hàng chọn năm nay. Và các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 55.52 điểm, tương đương với 0.14%, kết thúc ở mức 40.890.49. Chỉ số S&P 500 tăng 23.73 điểm, tương đương với 0.42%, kết thúc ở mức 5.620.85. Chỉ số Nasdaq tăng 102.05 điểm, tương đương với 0.57%, kết thúc ở mức 17.918.99. Giá vàng giảm 60 xu, tương đương với 0.02%, đóng cửa ở mức 2.550 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô giảm 123 Mỹ Kim, tương đương với 1.68%, và đóng cửa ở mức 71.94 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin về thị trường chứng khoán. Phần tin này đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay của Đài Việt Face TV với phần trình bày của Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và xin kính chào tạm biệt. Chương trình thời sự buổi tối của Việt Face TV được bảo trợ bởi Domaville Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas.